Vàng có ốc gác bếp, vàng có sữa tươi. Vàng có ốc gác bếp ngâm sữa tươi. Hôm nay vàng sẽ ăn ốc gác bếp chấm với nước mắm gừng mà vàng tự pha nha. Lần đầu tiên vàng ăn ốc gác bếp luôn á bạn, không biết cái vị nó sẽ như thế nào. Vàng có chọn những cái loại rau mà sống ở gần nước á để ăn cùng với ốc nha bạn, như là rau muống nè, rau nhút nè, rau cần nước nè. Cái này ở bạn gọi là rau cần nước hay là rau cần đước hay là rau cần tây, comment ở bên dưới cho bạn biết với nha. Bây giờ bạn sẽ múc băng. Trước khi múc băng thì bạn sẽ uống nước. Uống nước trong cái ly to, nó phê. Ok, mời bạn tóc vàng ăn. Đây, bạn sẽ ăn cái con này. Cái này là bạn ngâm với sữa. Xong rồi bạn cũng luộc với sữa luôn á bạn. Nó rất là thơm mùi sữa. Bạn không có lấy được luôn cái đuôi, chỉ lấy được cái phần ở trên này thôi. Trời ơi. Ui, bạn ơi. Đây. Wow. Cái thịt nó dai giòn sừng sực luôn các bạn. Wow. Để cho bạn ăn một con nữa. Cái con đầu tiên đó bạn thấy nó rất là ngon thôi. Bạn chưa có thể diễn tả cái hương vị của nó cho bạn được. Cái này bạn cũng không có lấy được cái thân trong đó bạn. Sẽ dai hơn cái ốc bình thường một xíu các bạn, nhưng mà nó ngon lắm bạn. Để bạn ăn một con nữa xem cái vị ngon nó như thế nào. Wow. Cái nó thơm mùi sữa bạn. Cái kiểu mà bạn chưa có suy nghĩ ra được cái từ để diễn tả cho bạn luôn. Trời ơi, nó ngon như thế nào ta? Phải diễn tả làm sao để bạn hiểu được cái cảm giác của bạn lúc này. Wow, bạn lấy được rồi bạn ơi. Mình ăn luôn cái này được không bạn? Bạn bỏ cái một tí đen đi ha bạn. Bạn bỏ cái đen này đi. Hay là ăn luôn bạn. Ôi, nó không phải là màu đen. Nó là màu vàng bạn. Nó là màu vàng. Wow. Wow. Nó bùi bùi. Cảm giác giống như là ăn khoai lang mà khoai lang bị rớt với bùn đó bạn. Nó có cái mùi bùn. Nhưng mà ngon nha. Wow, vậy là đẹp bạn. Nhưng mà cái phần đen này bạn sẽ bỏ nó đi. Cái này. Đây bạn, cái phần này là đen thui luôn. Nó giống như là đất. Đây. Wow. Bạn sẽ bỏ cái này đi nha. Bạn ăn cái phần này. Wow, nhìn hấp dẫn quá bạn ơi. Nó căng mọng nước á, nó hút sữa ở trong cái bọc này nè bạn. Ôi, bạn ăn nha, mời bạn nha. Ăn. Wow. Ăn nó ngon cực kỳ luôn các bạn. Cảm giác là mình thỏa mãn hạnh phúc ngập tràn cái khoang miệng mình luôn. Bạn ăn rau nha bạn. Wow.
nhúc nó thơm mùi rau nhúc các bạn. Quá. Cái con này thì nó chưa có mở cái nắp các bạn. Chị em, chị em nó mở hết rồi mà nó chưa mở, không biết nó sống hay là nó chín. Nó sống hay là nó chết. Lấy ra được hết nha, lấy ra được hết nhé. Bị đứt rồi bạn ơi, thất vọng rồi. Hay là bạn cố cố lấy ra một tí nữa. Không được bạn ơi, buồn quá. Nè, bạn thấy cái nước sữa không? Để bạn uống thử nha bạn. Ua, mùi sữa ốc. Nè bạn. Ua, cái mắm gừng này là bạn có gừng nè, có tỏi nè, có ớt, với nước mắm, đường và chanh bạn. Wow, ngon quá bạn ơi. Quá, con này nó cũng chưa có mở nữa bạn, nhưng mà nó khó mở ra quá. Mở ra được rồi, đây bạn. Bạn sẽ cố gắng lấy con này nguyên con. Wow, cố lên, cố lên, cố lên bạn ơi, cố lên tóc bạn ơi, cố lên. Wow, cố lên nè, cố lên. Wow, cố lên đừng đứt nhé. Không lấy được cái đuôi, cái phần mà có cái màu vàng vàng đó bạn. Wow, chấm ngập nước mắm luôn nha bạn. Trời ơi, con này nó to hơn nha bạn. Wow. Ngon 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 quá. Trời ơi, nó sẽ dài hơn cái con ốc bình thường các bạn. Con ốc bình thường, con ốc không gác bếp các bạn, thì nó sẽ cũng dai, nhưng mà nó sẽ dai theo cái kiểu mềm, mình sẽ rất là dễ nhai và nuốt. Còn cái này là mình sẽ phải nhai lâu, trong cái lúc nhai mình sẽ tận hưởng được cái cảm giác ngon của nó nhiều hơn các bạn. Ngon quá. Đây bạn. Wow. Những cái con nào mà nó uống được nhiều sữa bạn thì nó rất là mọng nước. Còn con nào nó chưa kịp uống sữa, nó còn ngủ á bạn, thì kiểu nó bị khô, mình sẽ khó lấy ra như vậy nè. Mình chỉ lấy được cái phần trên thôi. Wow, sắp lấy được rồi bạn. Không được bạn ơi, bị đứt rồi. Buồn quá. Bạn lấy tay mình kéo. Chỉ được đến đây thôi. Đây bạn. Bạn ăn với rau cần nước nha bạn. Lá cần nước ăn sống rất ngon nha bạn. Được rồi bạn, con này được nguyên con bạn. Con này chắc là nó uống nhiều 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 sữa lắm các bạn, nên nhìn nó mưng mẫn các bạn. Wow,
Đây là bạn, nếu mà lấy được cái phần vàng này nè bạn là nó ngon cực kỳ luôn á bạn. Trời ơi, bạn sẽ phải tận hưởng nó thôi. Wow. Hạnh phúc quá bạn. Đây đây đây, quay cái nước sữa, bạn sẽ hút cái nước sữa nha bạn. Thơm. Ăn cái ốc này cảm giác là giống như nghệ thuật vậy đó bạn. Nghệ thuật lấy ốc, nghệ thuật lấy được nguyên con ốc. Ra nha, ra nha, ra 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 ra. Ok. Nhưng mà cái này nó không có cái phần màu vàng đó bạn. Cái phần đen này là gì bạn, ăn được không bạn? Hơi sợ quá, bỏ đi bạn. Cái nào mình không chắc mình bỏ ha. Wow, đây bạn. Cay á bạn, bây giờ bắt đầu cay rồi bạn. Ngon quá trời quá đất rồi bạn ơi. Không biết á, thì ốc gác bếp á, là mình sẽ gác lên bếp á ta. Khoảng từ 5 đến 6 tháng là nó không có ăn, không có uống gì hết. Xong rồi ngâm nó với sữa bạn. Nào nó bị đói á, nó gặp sữa nó sẽ uống cái sữa đó vô. Là nó sẽ béo như vậy nè bạn. Ăn nó rất là ngon luôn. Ở siêu thị dưới nhà của Vàng các bạn. Vàng yêu siêu thị ở dưới nhà của Vàng ghê luôn á. Đặc sản nào cũng có bán luôn các bạn. Quá sao đã vậy bạn, mấy con cuối là bạn lấy được cái nguyên người nó hết đó bạn. Quá đã luôn. Nó mập nó béo rồi bạn. Quá khá là ngon. Cao quá. Không đứt nha, không đứt nha. Trời.
Ngon quá. Tận hưởng thôi. Cha cha cha. Chảy nước mũi mà. Cay lắm á. Cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng nha. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.